Ở đây các bác nhá, em đem đóng cái bình mai gửi anh Nghĩa Hoàng nhá, anh bác nhá. Đấy anh chị ạ, cái này em đóng tiệm gỗ ở ngoài này, xong rồi tí em kẹp cái xốp này, cái này là em đóng kín này. Xong rồi tí nữa em sẽ kẹp cái đổ chấu vào đây, đổ chấu vào trong này anh chị nhá, đổ chấu vào trong này. Đấy. Rất là kỹ càng anh chị ạ.